Dạ vâng, Trung tâm Điện tử Cao Phong xin kính chào quý vị, các bác và toàn thể anh em đam mê âm thanh và yêu ca hát. Hôm nay, Điện tử Cao Phong giới thiệu đến quý vị, các bác và toàn thể anh em những chiếc lọc xì bãi xịn của Hàn Quốc mang thương hiệu cực kỳ nổi tiếng Lotte, model là GL7500. Đây là một model cực kỳ cao cấp của hàng bãi xịn Equalizer Hàn Quốc. Vâng, mặt bóng kính, toàn bộ mặt phía đằng trước này bóng, có thể soi gương được luôn và không một vết chảy xước luôn. Đó, rất là đẹp. Hai bên hai dàn đèn mưa và hai má gỗ, hai đường chỉ rất đẹp. Con này có thể ghép với cục đẩy âm ly, các dòng âm ly, và đặc biệt cái điểm nhấn là các bác đang sở hữu những chiếc âm ly hàng bãi xịn của Nhật Bản, Hàn Quốc như Đơ Lông, Sơn Xui, thì các bác ghép vào những chiếc cục đẩy, những chiếc lọc xì này thì cực kỳ lý tưởng. Và con này nó lọc âm rất là hay, lọc âm rất hay, rất sạch sẽ luôn, chất bãi của Hàn Quốc xịn và còn zin nguyên bản. Đó, mặt bóng kính, hai bên hai ma gỗ và tất cả các phím chức năng này hoạt động rất là hoàn hảo, gồm có tất cả các dàn chỉnh này, các cái này là các cái chỉnh của các cái giải bát trung chắc. Đấy, các bác nhìn này, nhấn vào các bác muốn chỉnh cái cần nào thì các bác nhấn vào cần đó, nó sẽ nhấp nháy này. Đấy, sẽ nhấp nháy này. Đấy, các bác muốn chỉnh vào cần này thì đây là hai nút tăng giảm này, giảm này. Đấy, các bác ấn giảm này, đó, ấn tăng này, đây là tăng này, rất dễ sử dụng các bác nhé. Đó, có nghĩa là các bác muốn tăng cái cần nào thì bác ấn vào nó nhấp nháy là bác tăng giảm, đây giảm này, tăng này. Con này rất dễ sử dụng luôn. Hai bên hai dàn đèn mưa rất là đẹp, rất đẹp luôn. Và đây, cái nút này là nút có thể trang trí này, thay đổi cái phong cách của cái dàn đèn mưa này. Các muốn cho liền cột này, các nhấn vào đây này. Các muốn có cái nảy bên trên này, các nhấn vào đây này. Đó, hai nút này là hai nút tăng giảm nhé. Còn đây, cái nút này là nút chọn chế độ vào nhé các bác nhé. Đây, Cao Phong đang chọn ở cái chế độ tab, thì các bác có thể cắm ở phía đằng sau, các bác chọn chế độ line. Chế độ line này Cao Phong chưa cắm phía đằng sau. Các bác có thể cắm hai thiết bị liền. Đấy, các bác chọn cửa nhé. Ở đây hai nút này là nút tăng giảm cái đèn đèn mưa này. Các muốn nghe nhìn cái đèn mưa này nó nhiều thì có tăng lên, có giảm đi này. Đây là giảm này. Đấy, giảm đi này. Đó, các muốn đèn mưa nó cao nhiều lên này, sáng nhiều này, các bác nhấn là tăng lên này. Đấy, tăng lên này. Đó, nó có thể thay đổi được cái tông đèn mưa này. Và đây là nút cho qua cái EQ này. Đấy, hiện tại bây giờ Cao Phong đang tắt, có nghĩa là không qua cái chiếc lọc này. Chất âm của nó các bác nghe thay đổi hoàn toàn luôn, tối tục thì rất sâu, nhấn vào này. Đấy, nhạc lên rất là hay. Đó, rất là hay. Và đây là 5 chế độ M1, M2, M3, M4, M5 là để cho các bác có thể chọn. Xong các bác nhớ ở đây là nó sẽ có 5 chế độ. Ví dụ các bác chọn M1 là ít bát, M2 là nhiều bát, M3 là nhiều chép, ví dụ như thế. Thì đây các bác nhìn nhé, em chọn M1 này để chỉnh nhé. Thì cái M1 này em muốn là cho nhiều chép chẳng hạn. Đấy, thì đây giảm cái bát này đi, nhiều chép nhá, để nghe nhạc vang nhạc viết. Đấy, ví dụ nhiều chép này, đây M1 em đang muốn chỉnh như này, thì chỉnh xong đó, nhớ cái này, để nhớ này, nhớ cho M1 này. Đó, khi các bác tắt nguồn nhá, các bác tắt nguồn này thì các bác bật lên là nó chọn đúng M1 này, M1 là nguyên như này luôn. Đấy, kể cả M2 như vậy, bác muốn chọn M nào thì bác nhấn vào đây. Đây đang chọn M2 nhé, muốn nghe nhiều bát nhé. Cái giải cần bát là 63 đây, các bác muốn nghe M2 nhiều bát thì bác tăng này lên này. Đó, rất là dễ sử dụng các anh và tiện nhé, con này rất hiện đại luôn. Đây, M2 muốn tăng sử dụng nhiều bát này, ít chép thôi, thì bác chọn xong bác nhớ này, nhớ cho M2 này. Thế là đến lúc cái kênh M2 này là nó chạy, đến lúc bác bật lên là nó sẽ như ý của các bác lựa chọn. Nên là con này phải nói là rất là hay và tiện, hiện đại. Hàng bãi xịn của Hàn Quốc, hai bên hai dàn đèn mưa, hai ma gỗ, con này rất sang trọng luôn. Và cái size của nó size rộng nên các bác có thể ghép mấy chiếc âm ly cục đẩy này đều được hết nhé. Đấy. Và điểm nhấn của nó là những chiếc âm ly Hàn Quốc, Nhật Bản rất là tuyệt vời. Đấy, các bác muốn nhiều chép này các bác lại tăng cái này lên, đây là chép này, tăng lên nhé. Đó, nhiều chép cho bác tăng lên. Đấy, nhả ra nhé, không cho qua này. Đó, các bác thấy không cho qua ly quy này, nhạc của nó cực sâu luôn, nhấn vào cho qua nhé. Đấy, nhạc lên rất hay luôn.
rất là tuyệt vời. Cái size này máy rất là sâu nhá, máy rất sâu luôn. Đấy, toàn bộ cái mặt bóng này đẹp xuất sắc luôn. Các bác có nhu cầu xin mời các bác liên hệ với lại điện tử Cao Phong, số điện thoại 077 22 60 096, địa chỉ điện tử Cao Phong, An Lạc, Chí Linh, Hải Dương, ship hàng toàn quốc, rất tuyệt vời. 9 triệu lọc xì hạt vải xịn toàn quốc. Sau đây em sẽ rút máy này quay phía đằng sau một chút cho các bác. Và các bác xem video xin mời các bác nhấn đăng ký kênh của điện tử Cao Phong để được cập nhật các video mới, các sản phẩm mới chính hãng. Đây, cái má gỗ của nó rất đẹp luôn, sang trọng, má gỗ rất đẹp. Đây các bác nhìn đây, hai đường vào nhé, hai đường cấp vào này, hai đường ra này, đây đường ra này, trong công ty này, nguyên tem của Hàn Quốc luôn, nguyên hàng vải xịn Hàn Quốc. Và đặc biệt con này nó chạy hai cầu điện các bác nhé, cầu điện 110 và điện 220 này, các bác nhìn này, công tác gạt đấy nhé. Đây là gạt sang bên này là điện 110 này, còn gạt sang bên này là điện 220 các bác nhé. Đây em đang gạt sang bên điện 220, rất tiện luôn. Nó sản xuất tại Hàn Quốc và nó xuất sang thị trường châu Âu. Lotte Hàn Quốc. Đây các bạn nhìn này, thông số này. Các bạn quan tâm đến thông số này. Đấy, Lotte. Điện 110. Đây điện 110 và điện 220 các bạn nhé. Hai cầu điện. Máy móc Gillette luôn. Đẹp xuất sắc. Các bác có nhu cầu xin mời các bác liên hệ với lại điện tử Cao Phong, số điện thoại 077 22 60 096 để sở hữu cho mình những chiếc lọc xì Equalizer hàng vải xịn Hàn Quốc này.